Theo đó, khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác dừng một ô tô nhãn hiệu Toyota Camry để kiểm tra. Khi dừng xe, trên xe có hai người đàn ông. Tổ công tác thông báo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu người điều khiển xe chấp hành theo quy định. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và cho biết bản thân quen biết nhiều cơ quan báo chí. Dù đã kiên trì vận động, thuyết phục, nhưng người đàn ông này không chấp hành, đồng thời hô hào người dân hiếu kỳ đứng xem, quay giúp video phát trực tiếp lên mạng xã hội. Sau 2 giờ làm việc, tổ công tác đã báo công an phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội đến hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đỉnh điểm, tài xế này đã dọa hành hung lái xe ô tô cứu hộ khi người này đang tiến hành cẩu xe vi phạm về nơi tạm giữ. Tổ công tác sau đó đã tiến hành niêm phong, đưa phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ theo quy định.